hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng thanh. Trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Đại quân như thế chào tay chào. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi, xin tiếc gì ở xa. Vì tương lai quốc dân cùng sống và phát tinh, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thầy phơi trên tương gia. Tôi trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và kính chào quý khán giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Nguyện xin Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời, Phật và Hồn Thiêng Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lầm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng.
tôn danh 58.721 anh hùng Hoa Kỳ, được khắc tại lục giác đài và trong trái tim của người Việt Nam. Trong cuộc thi vinh danh người hùng Hoa Kỳ trên tờ Epoch Times tổ chức vào năm 2021, bài viết đạt giải nhất của tác giả Sunny M về 58.721 anh hùng Hoa Kỳ. Nội dung bài viết như sau. Tôn danh 58.721 anh hùng Hoa Kỳ được khắc tại lục giác đài và trong trái tim của người Việt Nam. Cái gọi là chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến phi nghĩa do Cộng sản Bắc Việt tạo ra dưới sự dẫn dắt của Tàu Cộng và Cộng sản quốc tế, đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho Việt Nam, Hoa Kỳ và các đồng minh trên thế giới. Hơn 3.595.000 sinh mạng đã bị mất đi, trong đó có 58.721 chiến sĩ Hoa Kỳ. Những hy sinh và mất mát của Hoa Kỳ và đồng minh trong gần 10 năm, từ năm 1965 đến năm 1973 tại Việt Nam, để bảo vệ miền Nam Việt Nam khỏi sự xâm lược của Cộng sản Bắc Việt là không thể đo lường được. Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa và nhân dân Việt Nam, luôn nhớ ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ và các nước đồng minh, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã giúp đỡ Việt Nam trong suốt lịch sử chiến tranh vệ quốc, những hy sinh ở Việt Nam và đã cưu mang người Việt tị nạn trên đất nước của họ kể từ cuộc di tản của Việt Nam Cộng Hòa ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến ngày nay. Bằng chính đôi bàn tay và tấm lòng chân thành, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã cùng các chiến hữu hoàn thành công trình tưởng niệm Lục Giác Đài để tri ân 58.721 chiến sĩ Hoa Kỳ đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam tại tụ nghĩa đường 10800 Sierra Road, Adelanto, California 92301. Lục giác đài gồm 6 bức tường đen cao và rộng, mỗi bức tường có 2 mặt, được chịu lực bởi 2 cục đá hoa cương, tạo thành hình lục giác. Tổng cộng 12 mặt tường khắc tên của 58.721 chiến hữu Hoa Kỳ đã hy sinh vì Việt Nam, được xây dựng xung quanh một nền xi măng xanh với ngôi sao lục giác màu trắng ở chính giữa, cùng với hệ thống đèn có khả năng phát ra ánh sáng từ 5 đến 10 km. Đủ để người ở xa hoặc máy bay bay quanh khu vực có thể nhận ra. Tôn danh các anh hùng Hoa Kỳ mãi mãi được khắc ở đây, trên các bức tường của lục giác đài này, cũng như mãi mãi khắc sâu trong trái tim của các thế hệ Việt Nam Cộng Hòa và người dân Việt Nam. Tác giả Sunny M. Nhân dịp kỷ niệm đệ tứ chu niên ngày Đức Quốc Công Đào Minh Quân đăng quang Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ngày 11 tháng 11 năm 2022, lễ khánh thành lục giác đài sẽ được Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tổ chức tại tụ nghĩa đường, địa chỉ 10800 Sierra Road, Adelanto, California 92301, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 11 tháng 11 năm 2022. Và Delta Hotels Garden Grove 12021 Harbor Boulevard, Garden Grove, California 92840, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày 12 tháng 11 năm 2022. Cũng trong dịp này, dân và quân Việt Nam sẽ thỉnh nguyện Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lên ngôi Hoàng đế Việt Nam. Kính mời quý chiến hữu, cựu quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào Việt Nam đến tham dự để tự mình chạm vào từng cái tên đã được khắc trên bức tường đen của lục giác đài để tưởng nhớ và ghi ơn các anh hùng Hoa Kỳ đã ngã xuống cho tự do và được tham gia vào sự kiện đặc biệt của đại hội. Mừng nước Việt có vua! Vui lòng liên hệ ban tổ chức qua số điện thoại Trung tướng Lâm 403-831-6672, Chuẩn tướng Huỳnh 949-377-4060.
hoặc email thirdrepublicofvietnam@gmail.com. Văn phòng thường trực viết tắt Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời viết tắt.com. Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc viết tắt a@gmail.com. diplomatic@chinhphuquocgiavietnamlamthoi viết tắt.com. Vui lòng phúc đáp trước ngày 11 tháng 10 năm 2022. Mạnh Thường Quân 5.000 Mỹ Kim, khách đặc biệt 500 Mỹ Kim hoặc khách 150 Mỹ Kim. Lưu ý trang phục, và chúng tôi sẽ gửi thư mời đến quý vị sau khi yêu cầu đã được xác nhận. Để biết thêm thông tin, xin viếng https://www.hexagonmonument.com. https://www.chinhphuquocgia.com. https://www.governmentoftheworld.net. Quên thân mình, ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân, xây cơ đồ hồn thiêng sông nước.